lương tướng để thái bình. Thân không tu không xứng vị chỗ cao minh, thằng không định khó định dân ra giúp nước. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Trên thiên hạ lập chí chi để bảo tồn tất cả, trong lòng dân hưng quốc biết rõ đạo kinh thương. Nước hết nghèo hạnh phúc đến tứ phương, người dứt khổ mới an lành tu giải thoát. Bình được nước thiếu kinh ban còn thiếu sót, được quốc dân thiếu sách lược dân nghèo. Lập hồ sen còn nuôi súng với bèo, hoa trời đẹp cũng nhờ cỏ xanh che lấp bụi. Đạo trung dung không cầu sinh hay may rủi, thật trung hành mới thật đạt phương châm. Nghịch để thử lòng gạn đục lóng trong, hòa để liễu tánh chân nhân hay phàm tục. Thân là người thanh trong có y đức, tánh là tình vô cực mới đạt đạo đại la. Nước không hưng sao giàu đến tiểu gia, tình không quý lý luận sâu vô bổ ích. Nước thật lớn thả thuyền trôi cũng đến, bằng kiệt dòng bỏ sức tổn nhiều công. Nếu thế gian không còn đạo đức trong lòng, cơ quỷ diệt tại lòng nhân hết đức. Người võ sĩ thường tu luyện sức, bậc văn tài luyện trí để đường phương. Khi đi thi mới thấy rõ tâm nhân, thiện hay ác tùy đối nhân hành sự. Võ mà ác mất đi Phật môn võ cử, dân mà gian danh dự mất dân bằng. Tài trời sanh lập đức để an dân, đức vô bổ gặp thánh nhân vô dụng. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Đừng khoe võ bất nhân thật chưa xứng, đừng khoe dân bất hiếu thật vô phương. Ổn cả đời luyện tập để thành nhân, nay bại đức làm con thật không hiếu. Đạo hiếu mới tăng kỳ không luận điệu, thành quả cao do thiết thật tu nhân. Không xứng nhân phản bội lại chánh thần, không xứng đức trời thiên không ai rước. Bậc nhân chánh tề gia an lòng nước, bậc hiếu trung lập thành quả làm nền. Đức tại điền tu chính để làm nên, hiếu tại đạo an thiên an lòng nước. Thiên nhân đồng mật thước, hiếu đạo đạt yên nền. Hiếu tại người khai chính đức làm nên, nhân tại thượng lập trung can báo quốc. Trong yên xã tắc, ngồi định biên thì, đứng làm trai phải xứng đạo tu mi, tròn nghĩa vụ thực thi công chánh đạo. Nước an định nhờ hiếu nhi, khai quốc bảo nhà an ngôn nhờ con cháu tu trì. Xã hội an nhờ dân trí thực thi, tình đồng loại sống chung an đạo đức. Sông núi tịnh phát thanh quang điệp khúc, người chánh hiền minh đức phát từ quang. Mây mưa lành tạo nguồn khí phúc ban, đồng thanh ứng cao sang thiên thể. Linh thiên khải nghiệp nối chí thiên hoàng. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Tài hiền chánh nâng cao tình đồng loại, đức khiêm cung ban phúc đến sơn hà. Trong nhân hiền khải trổ muôn hoa, tình địch bình định quốc yên nhà trong kiến trúc. Người hiếu chánh sống đời an mật thước, nước đầu nguồn dịu dược mát hồn linh. Trong điền tâm khai mở pháp huỳnh đình, đồng thế hội chân linh khai thể đạo. Thần đầy phát huệ, khí đầy đắc pháp, tinh đầy đạt quyền cơ. Thần phát huệ hiếu chung đầy thiên lý, tâm và thần hiệp đạo giới nhất nguyên. Ngôi tịnh tâm tam phát hội kim thiền, tâm tánh đạo nhất nguyên thành một thể. Vào học Phật ra lễ chào Thượng Đế, nhạc trời gieo phát khúc điệu tám phương. Đường quang minh thiên lễ hội quy quần, giao cảm đức thiên sơn dình địa nghĩa. Con du học đem thằng con trở lại, cội nguồn xưa hiếu kính lễ mẹ cha. Hiếu tặng trong đạo đức lớn hiếu ra, thông đạo đức thông xa lòng minh chánh.
Nước hiếu thuận người nhân tu đồng nhất lý. Người hiếu thanh thời tiết được ôn hòa. Đạt xả hương thiên lý tự tôn xa. An hạnh đức người ta tròn công đức. Giặc hữu tự thực, nhân hiếu tự qua. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Như các hiền thần đi bảo quốc tề gia, lòng minh chánh trải thân vì diệt nghĩa. Sương ti lạnh lòng ấm trong hiếu đệ, đêm lòng bình hưng chánh đức an dân. Phò quốc dương an mệnh một trung thần, yêu quốc thể không ngại băng hàn tiết giá. Chí vì trinh xây đường lối của ông cha, nhờ nhà yên ban sức học thành hoa, nhờ chí tịnh bình lòng trong tiết giá. Đã có thăng liễn nhân thành phép lạ, lòng vững tin lấy tính đức trung hòa. Mang đại tình là tình lớn của quốc gia, yêu nhân loại đồng bào chung biển ái. Người tranh đoạt ta vô tranh an lòng nước, bình lòng dân trước bình lấy tâm mình. Đạo tương hưng thì đất lớn tương sanh, thăng đại hiếu nên vô danh bình lý. Trời sanh nhân tất nhiên sanh nguồn trí, để đo lường ác nguyệt khai đạo thần lương. Thắng bảo tàng khi tặng diệt cũng thê lương, đời một kiếp ai thắng đường trong sanh tử. Tham tranh đoạt chết rồi không ai giữ, của vô thường đều trả quả bi thương. Đến bất nhân cái quả chết quá bình thường, người vô đức đời sau thành trùng thú. Vì hiếu đạo trời sẽ tru hết các loài dữ, để tương hòa theo phong hóa dân minh. Lập hiếu nhân cho phong võ thái bình, bình chánh đức trường sanh trong hạ giới. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất lý thông dạng lý minh, triết gia có sẵn trong nhà, không cầu cố vấn chạy ra ngoài đường. Đường dài mệt mỏi sanh phương, hỏi dòng bên ngoại khói hương mấy nhà. Mình khờ đi hỏi anh thà, trong không cột chính cắt nhà sao nên. Đua nhau cầu phú bỏ nền, tranh tiền bắt cặp dân rên ào ào. Cha nuôi con khó biết bao, đi cầu cha ghẻ được giàu chẳng an. Đói lòng mèo lại ăn than, kinh ban vô sách khó đàn sanh nhai. Buồn cho chú củi yêu ai, vợ nhà không giúp chỗ tài ghẹo cô. Phận nghèo cô đuổi cô xô, gia đình cô nạt côn đồ tuổi thân. Tại anh không dụng tài năng, học gương lưu bị ba lần thảo lư. Cầu hiền làm bậc quân sư, khai phong danh tướng thiện từ kế lương. Hạ mình như châu dân dương, đi cầu khương thượng hội thương nước nhà. Thường ẩn sĩ mới tài hoa, an ban trời định quốc gia phú cường. Đời văn minh trí đại thương, yếu phần lương sách yếu đường kinh ban. Hồng bàn tổ phụ gian sang, giúp nhau hưng chánh mở đàn chí nhân. Thiên sanh quốc, quốc sanh nhân, ở trong lá ủ hiền thần hiện ra. Cúi đầu làm kiếp người ta, con chung một mẹ đại hòa mới nên. Quân dương còn kiến hiền thần, bậc nhân vô đức ai dân kế lành. Quả hay phúc ở đàn anh, thiên sanh phải biết hưng thành an bang. Nhặt sen kết lấy đài mây, ngõi bang đến ngắm mới khen thật tài. Trí lành cao đến tan mây, mở mang kinh lộ giàu sang mấy hồi. Đời nay khoa học hiện thời, nhờ tài khám phá trong ngòi thần kinh. Trời sanh đất, đắc quá sinh, muôn ngàn hữu ích phát minh vô cùng. Thần kinh nối giới không trung,
giàu sang nhờ chỗ phát minh tụ thành. Mỗi đời điều trổ hoa thanh, mỗi thời trời giúp cho sanh thiên tài. Dùng không thiên số hỏi ai, chí nhân thượng học biết xây thế tình. Con ông dựng tổ cũng sinh, ngàn hoa lấy mật dược linh ấm lòng. Tài hoa kết nước thành dòng, dựng nguồn suối ngọt mát lòng bá gia. Quốc một mẹ, tổ quốc một cha, tài hoa kết lý quốc gia mạnh giàu. Càn khôn hội đủ muôn sao, nhân tài yêu quốc hiệp nhau phú cường. Kinh bang rồi lại kinh thương, dân giàu quốc phú bốn phương thái bình. Được nước đã khó, giữ nước khó hơn. Bảo quốc đã khó, thái bình nước khó hơn. Có tài chưa đáng mừng, mừng là tài hoa biết kết hiệp để hưng quốc vào nhà. Có trí tuệ chưa đáng mừng, mừng là người đạo đức hiệp nhau thành đạo lớn để kinh bang tế thế cho quốc thái dân an. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, nam mô a di đà phật. Có thành triệu phú, mừng chưa đáng mừng, mừng là người biết sử dụng đồng tiền của mình cho ích quốc lợi dân hưng chánh công lý. Có nhân mừng chưa dội mừng, mừng là người biết đem lòng chí nhân hưng chánh kế sách cho quốc gia dân an, cho quốc thái dân an. Đậu học sĩ mừng chưa vội mừng, mừng là người biết đem sở học đào tạo nhân sĩ phò trợ cho quốc gia hưng chánh đạo đức của nhân loại. Đậu tiến sĩ mừng chưa vội mừng, mừng vì hiến sức học cho quốc gia để lập thành một bộ môn kiến quốc để vào lịch sử của quốc gia. Đậu võ cử mừng chưa dội mừng, mừng là người biết dùng binh pháp để định an cho tổ quốc. Đậu bác học mừng chưa dội mừng, mừng là đem sở trường đào tạo nhân tài để lập thành bộ môn nghiên cứu và phát minh hữu ích cho đại chúng. Đắc đạo mừng chưa dội mừng, mừng là đem đạo phò vua hưng chánh học sĩ dạy dân minh đạo. Chúng số mừng chưa dội mừng, mừng là đem sự phát mãi kinh thương cho dân giàu phát lợi ích cho xã hội. Thương nghiệp hòa nuôi sống đại quốc gia, tranh thương diệt tất cả nhân loại. Tranh thương là vô đạo, tương hòa là sinh đạo. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, nam mô a di đà phật. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục tăng gia phú cường. Đem lòng báo hiếu thiên lương, trải thân trả nghĩa tu chân chánh tình. Mong khai mạch nước thái bình, đề danh tu học thiên linh cao tầng. Tài người hòa lập chí năng, con chung một mẹ góp phần dựng xây. Nước non chờ một ngày này, gia đình thạnh trị chung xây hiếu tình. Nắm tay kết lý khai kinh, mở mang văn hóa hồi sinh mạnh giàu. Dòng tổ lạc mẹ tiên cao, con sanh một mẹ lẽ nào quên nhân. Ta về xây dựng chánh ăn, tình ta tình mẹ tình thân đồng bào. Ta về ta tắm tiên ao, trường sanh hiếu thuận mẹ nào không thương. Bậc hiếu không phụ quốc thổ địa linh nhân kiệt của mình, bậc trung không phụ lịch sử đồng bào, bậc nghĩa không phụ lòng quốc mạnh sanh nhân tài hiền sĩ. Bậc nhân thấy máu đổ ruột mềm nên biết cách vật chí chi khải định. Cha chung là thiên sử, cha chung là tiên sử, mẹ chung là quốc độ, con chung là quốc mạch nhân tài. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi,
Nam Mô A Di Đà Phật. Đạt tịnh phát huệ, đạt huệ siêu thoát, nhất cứu liên hoàng thiên đạo chuyển, quyền cơ tác kiệp đáo nhân thiên. Đạo là cơ tùy thời trong biến dịch, âm dương là ngẫu trời đất kết thai hình. Người đạt đạo thấu ngộ được thiên cơ hiếu thần, minh xa không luận thiết nhân thiên, biết rộng không bàn kinh trợ lý vô thức. Nhập định rồi lại nội tình, đạo từ trong phát ra chân tình, lý từ trong phát ra chân kinh, ngộ từ trong phát ra đại hiếu. Trời đất như cha mẹ nuôi sống mọi loài, ngũ hành như ông thầy dạy đường sanh diệt, khí hóa như tình yêu nuôi sống tam thiên. Người tịnh luyện khí hóa hình, người an tịnh khí thai ngẫu, người bình đạt khí thần chân. Cây tiếp khí để dưỡng sinh, sanh trưởng người tiếp khí lành, đức lớn thăng thiên. Minh trong gọi là, gọi đạo là tự ngộ, hiểu trong gọi đạo là trí tệ, đạt trong gọi đạo là sanh lộ. Có trở về với sanh lộ mới chân ngộ chính mình. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời chiếc linh quan cho người làm nguyên thần, người hiếu thận với trời là tu cho sức linh quan. Đem sự hiểu biết của hư vô làm giải thoát, học được lý hội của âm dương để lập định, biết được sự siêu giác để giải thoát tinh thần. Trong mỗi thái cực đều có sức dạng năng, trong mỗi lý hội đều có pháp chân giải. Người biết tu thân là tự biết hiếu thận, trên kỉnh trời hội nguồn lễ kỉnh, học tam tôn khai mở khối tâm linh, học quyền cơ theo thiên lý vô hình, minh chánh giác tâm minh phát huệ, lòng thanh bày bóng thốt, tâm tịnh hiện hình ô. Chân lý đồng thanh, khí nhẹ bước vô, tâm lý đồng cảm diệu khoan khai lục huệ. Tắm suối, tẩy trần đắc ngộ đăng thiên, ta có phép tánh dường như kiến tánh, ta có tâm thanh dường như ngã đạo thành. Phật tức tâm ta quy y giác ngộ, Phật tức ta, ta quy y thanh tịnh, Phật tức quyền cơ, ta quy y bổn lai diện mục. Ta và người không khác, từ một khối sanh ra, người và ta không lệch, từ một bổn quá thân. Người mê nên làm nhân dự trả quả nghiệp, ta giác trả xong rồi quy bổn hồi nguyên. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật giác ngộ thanh tịnh phi lai, ta giác ngộ thanh tâm phi nhất bổn. Khí hồng mong chân giải quá thân, tâm Phật pháp tiềm năng phi ngã. Học hữu cơ sanh phương lập ngã, ngẫu và cơ theo biến hóa ngũ hành, thuận thiên thời ngũ khí quá sanh, bằng nghịch giải biến sanh thành sát. Bậc chưa ngộ cho đau thương cần sát phạt, bậc ngộ rồi học phi ngã giả ngã phi nhân. Ta sanh cơ ngẫu sanh theo, ta diệt cơ ngẫu tự diệt. Ta có nhưng không ta là người nhập định, ta thức như không ta là người đạt huệ, ta sống như không ta là người đạt ngộ, ta biết như không tình là người trọng đức hiếu sinh. Biển tình lớn ta thí ngôn làm phương tiện, lòng người sâu ta thí pháp độ qua sông. Sống giữa thế gian tứ hiếu để nằm lòng, bầu đạo đức khai trong ta chánh niệm. Thiện là gốc căn con người từ tiên đến, hiếu là tình nhân loại sống cao minh. Đạo làm nhân trong một kiếp trí bền, thành quả đẹp nhờ cao nhân tích đức. Ác là gốc của nhân lưng hồi trở lại, trong dạng sầu oan trái đỏ linh thăng. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Giấc cô miên trong trường tình biển hằng, bậc hiếu trung không săn giận tha nhân. Lỗi ở người ta tha độ cho, ban xuống hồng ăn. Tình không thận ta lui chăn tu thân, tự tu tâm thức. Thận thiên lý ta trải thân bù đắp ai lòng, an lòng dân ta trải mặt bảo an. Định lòng quân ta khởi trí niết bàn,
bình thiên hạ, khải hoàn cho tổ phụ. Lòng vì nước đem tình trung đáp đủ, trí vì dân nên làm chủ tâm mình. Kiếp làm người khai chính đức hiếu sinh, ban nguồn chí khai minh đời mờ ám. Di minh thiện thừa thiên tri giáo, đạo minh tâm thừa đạo phát lòng nhân. Trong đức minh khai quốc tường trung thần, ngồi tao ngộ khải triền nhân di đạo. Bậc trung lương có ăn biết hồi báo, bậc hiền nhân hiếu thảo biết vung bồi, biết dung trọng. Bậc hiền thần hiếu quốc trợ phò công, bậc nhân chánh khải cơ thiên màu nhiệm. Một kiếp sống biết minh tâm tự kiến, một đời người tu thiện bảo thiên ăn. Bình chính tâm tự đức khải hoàng thiên, an mệnh đạo thừa tâm, an khai định huệ. Biết tu phát tiềm năng, thật chân tu mới phát huệ. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quả đốc luyện tâm, tâm phát huệ, thăng thông trực tánh, tánh đắc nhân. Thiên hạ di minh, minh khải ngộ, đạo tâm thanh tịnh, tịnh phát linh. Huệ trong nhờ tịnh khai chân huệ, đạo trong nhờ định phát pháp thăng. Tuy hai mà một trong không động, tuy một mà hai sống động tự nhiên. Hậu thiên tánh linh giao cảm ứng, tiên thiên tâm linh hiệp đạo quyền. Quyền năng phát tâm vô sở trụ, đức năng phát tánh vô ngại Như Lai. Ta là Phật, Phật ta hiệp nhất trời đất, Phật là ta, thông thiên đắc huệ vượt ngăn hà. Phật thụ nhân ta thụ hảo nhiên, Phật quần vô ta quần vô cực tự nhiên. Phật thống nhất tâm, an đại định, ta thông linh, khiếu tiếp tiên thiên. Trong ta mấy hảo càng khôn chuyển, tánh pháp vô di đắc đạo quyền. Phật khởi niết bàn thanh khí hiện, ta vào chân giác đắc Như Lai. Phật ta một thể càng khôn chuyển, nhập đại định linh sơn luôn phiên hiện. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhập định vô ngôn thành chân định, tâm bình vô thiết chánh định tâm. Võ văn binh lực thời nương đáo, sức tặng nhập quyền nương định tâm. Nhập định vào trong nhập niết bàn, thời thời khai trổ đại linh quang. Vô tông đại ngộ hà minh giáo, thiết Phật hồng mông hiện bảo đài. Xưa vô tiếng thiền tông đạt đại định, ngộ vô trần tâm đạt sống tỳ duyên. Bậc vô tranh đại giác ngộ tâm truyền, thiền không đáy không chìm trong biển khổ. Dậy dây thiên xích vô hình soi linh tự, bóng hào quang vô tướng kết thai hình. Ánh trăng tròn soi chung hình vũ trụ, tâm minh tròn soi đủ quá khứ vị lai. Nhất tịnh kiến tánh minh tâm, nhất tịnh siêu linh dị lai quá khứ. Nhất an siêu thoát ngự niết bàn, nhất yên siêu quang hiệp đại định. An ngồi minh tâm tịnh trong kiến tánh. Bậc chân tu là hiếu kính với trời Phật, được giác ngộ là hiếu với tổ đường cha mẹ, được tha nhân là hiếu với nhân loại, được đắc đạo hiếu với tổ quốc đồng bào, được thành nhân hiếu với bản thân và xã hội. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hiếu là đạo lớn, hiếu là lòng từ bi của chư Phật, là đạo lớn của chư thiên, là đức lớn của loài người, là lòng đại nhân chánh của thiên tử, là nghĩa vụ của đức đứa con trong trời đất, là trung nghĩa của các bậc thanh quan, là tấm lòng đại dị tha của bậc giác ngộ, là linh giác cho hàng cha mẹ truyền đời, là nghĩa vụ của mỗi người dân an bổn phận. Bậc nhân bất sát sanh, bậc trí bất tranh công danh, bậc tài bất tranh quả vị, bậc huệ bất tranh kinh luận, bậc hiền thánh bất tranh y bát, bậc giác ngộ bất tranh y vũ, để cho thiên hạ thái bình thạnh trị. Đó cũng là trả hiếu cho trời đất kháo sinh vạn loại bình an. Bậc siêu giác ngộ vô danh, bậc
siêu trí huệ miễn bàn, bậc siêu khoa học vô tranh, bậc an lạc quốc độ không thể nói ra, bậc đại giác quan hệ, bậc đại giác quan kệ nó đi, thế giới có hạng người này mới có ngàn hoa đua nở. Người biết thờ trời là người đang phụng sự hiếu đạo, người biết phụng sự cha mẹ cũng đang báo hiếu, người trung với tổ quốc là đứa con hiếu nghĩa với quốc gia. Cha lớn là đại trung, mẹ lớn là đại hiếu, thầy lớn là đại nghĩa. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hiếu đạo là ánh sáng từ bi trong thức sống, là huệ năng cho sự trường tồn, là phẩm hạnh của bậc thánh nhân, là quả vị của bậc tu chân thiện mỹ, là tấm lòng chí nhân của các bậc lãnh đạo quần chúng, là lòng đại vị tha của các bậc thành đạo tha nhân. Hiếu với dân bậc trên có đạo công chánh, hiếu với quốc gia bậc trên có đạo an bang, hiếu với trời đất bậc trên đã đạt đạo trời an mệnh nước. Hiếu đạo là đường Phật pháp nhân, khai thông chánh đẳng ở ngôi thần, đạo làm nhân tránh trong trời đất, giặc có ta trong sáng dường trăng. Hiếu đạo là tình đại ái bi, vị tha bố thí đã tu trì, bình lòng nhập định khai chánh hiếu, tu mới thật là hạng hiếu nhi. Người tu chánh tâm thân đang học hiếu thuận, đang trải mình phục thủy hoàng nguyên, đang dấn thân luyện tánh tu thiền, đang vào trường tâm linh vĩ đại, đang đi tìm sự giác ngộ toàn năng, đang thấy biết thiên chân phục dị, đang khai tâm hội nguồn pháp thí, đang bình lòng nhập định hồi quang, đang quyền cơ đại ngộ miễn bàn, đang hiếu thuận cha trời mẹ đất, đang tầm nguồn hiếu nghĩa di tiên, đang chánh định về miền cực lạc. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chánh ngôn đại trí, nên bỏ mỗi ý niệm ác hiện ra, hơn bắt đầu đi hành thiện. Tập bớt sai quấy hơn chiêu bài diệt tốt của mình. Chấp nhận tha kẻ thù không báo oán hơn đi ban ăn cho kẻ yếu để làm thiện nhân. Có những cái tác hại đại chúng, ta thà thua để thiên hạ hạnh phúc hơn chiến thắng rồi trong chiến bại đứt đời đời. Không nên chê bậc hiền tài gặp nạn, hãy nâng đỡ họ để học sự thất bại là mẹ đẻ của sự thành công. Có những sự vượt quá ngoài khả năng của chính ta, hãy xuôi theo tự nhiên. Người biết tu tâm, thời gian là sự giải thoát đau khổ. Có lòng nhân chánh để những bậc tu chánh đức sống theo thế giới tâm linh của chính họ. Thành quả có đại tình yêu là đại bố thí, đại vị tha cho cả thiên hạ thái bình hạnh phúc. Đánh giá quá cao cho một con người chưa giác ngộ, sự lầm lẫn của mình đưa họ xuống vực sâu trăm trượng. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Yêu bình thản để lý trí sáng con tim, thương bình đẳng để nhân quyền hòa cảm, quý bình lòng không chiếm hữu tư tâm, kính bình tâm không tư ngôn bất cẩn, tha không tính là đại quảng độ, thương không tình là đại giải thoát, quý không ràng buộc là đại niết bàn, linh không chấp là đại phương tiện, quyền không mê là đại chánh giác, sang không tranh là đại bồ đề, giàu không danh là đại từ bi bố thí, biết không nói là đại vị tha, thấy không vui buồn là đại siêu giác, làm không tính công là đại thiện nhân, học không chê là bậc giải thoát, sống không tranh là bậc nhập định, thua không giận là bậc từ bi,
Được chưa vội mừng là bậc đại thánh, thành công không khoe mình là bậc toàn năng. Không nên sống quá cổ kính làm cản trở thời đại văn minh. Không nên sống quá văn minh chìm sâu vào trong xã hội đồ trị dục giới. Nên sống trong thích nghi để trở thành bậc mẫu đức và hạnh phúc cho xã hội ở tương lai. Bậc nhân chánh không để yếu lập trường để ngã đổ lòng chí nhân trong thời loạn. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Sống trong mọi thế lực của xã hội, chỉ có bậc lãnh tụ đạo đức mới xài bậc nhân tài đạo đức mà thôi. Trời sanh nhân tài, điều sanh nhân chánh, cho nó kết hiệp tùy thời đại để làm một việc hữu ích cho một quốc gia và xã hội ở thời kỳ đó. Biết sống lãnh thổ nào cũng thích nghi, không biết sống nơi nào cũng chán nản cả. Pháp lực càng cứng biến lòng người thành sắt đá để đấu tranh. Pháp lực càng nhân quyền càng mềm, biến lòng thiên hạ biết bao dung để bình đẳng. Niết bàn của bản thể vô hình là sự an lạc của nội tâm phát nguồn trí tuệ. Địa ngục của nội tâm là bạo lực cường quyền và tranh đoạt vô tác dụng ở hạ nhân. Tha người để bao dung, dung mình để chánh đức, thức người để quang minh, minh mình để trí tuệ. Kiếp người như một bộ phim giả tưởng, đào hay kép, vai chánh hay vai phụ, qua nhanh như một trường thi, dạy cái thật của chính ta ở đâu vậy? Cao sang hay thấp hèn trong một số kiếp đều do nhân quả của kiếp trước quyết định cho đời nay. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Người trèo núi muốn bỏ giặc mình đeo mang, người qua biển muốn bỏ vật quá nặng, người muốn về trời chỉ đổi mới tư tưởng để thành bậc trí tuệ thanh cao.